Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe, review và tóm tắt chuyện Độ Ấm Môi Em của tác giả Phất Lý Xuân Âm. Thể loại chuyện hiện đại đồ thị tình duyên, tình chị em ngọt sủng HE. Văn án: Em yêu chị không phải là nhất thời hứng khởi mà đã có chữ mưu từ rất lâu rồi. Lục Thời Dập. Lục Thời Dập có tình ý với Vu Vãn là tình cảm nam nữ thật sự chứ không phải nhất thời hứng khởi. Vu Vãn cứ như tâm bệnh của anh, dày vò anh mười mấy năm. Anh yêu cô, yêu đến điên cuồng, thậm chí có thể dâng hiến tất cả của mình cho cô. Nhưng Vu Vãn chỉ xem anh như một người em trai. Khi còn nhỏ, Vu Vãn luôn xem anh là em trai, đến khi anh xuất ngoại nhiều năm trở về, vóc dáng đều cao hơn cô cả một cái đầu, cô vẫn còn coi anh chỉ là em trai. Lục lão đại không thể nhịn được nữa, một tay đem Vu Vãn ấn lên tường hôn đến khi cô không thở nổi. Anh từ cao cúi đầu liếc xuống cô nở một nụ cười đầy du côn tuyên bố: Từ hôm nay trở đi, tôi không phải là em trai của em, tôi là người đàn ông của em, là một chú chó săn nhỏ, em hiểu rồi chứ? Vu Vãn kiềm chế lửa giận: Lông còn chưa mọc đầy đủ, cậu biết cái gì là yêu chứ? Lục Thời Dập cúi đầu cắn vào tai cô: Lông của tôi đã sớm mọc dài ngay ngắn rồi, em có muốn nhìn xem không? Hỏi chấm. Thình lình một cử chỉ cợt nhả trên eo của Vu Vãn. Ngoài giới đồn rằng Lục Thời Dập là tiểu bạch kiểm, là Vu Vãn dưỡng bên mình, tìm kiếm niềm vui làm cô vui vẻ. Lục Thời Dập cười cười không để bụng. Kết quả đảo mắt qua lại, anh đã mang thân phận tổng tài bước lên trang bìa tạp chí kinh tế. Mọi người kinh rớt cằm. Sau đó, khi Lục lão đại tiếp nhận phỏng vấn, bị phóng viên đề cập tới vấn đề tình cảm: Có tin đồn trước đây ngài là tiểu bạch kiểm của Vu tổng, điều này là sự thật chăng? Lục Thời Dập: Là sự thật. Phóng viên: Vậy hiện tại thì sao? Lục Thời Dập từ trong túi áo vest sang trọng rút ra giấy chứng nhận kết hôn, vẻ mặt đầy kiêu ngạo: Hiện tại tôi đang cầm giấy chứng nhận của tiểu bạch kiểm. Phóng viên: 3 chấm. Hóa ra thật lòng yêu một người chính là như vậy, mãi mãi không bao giờ quên, mãi mãi vẫn còn thương. Vậy Lục Thời Dập phải yêu Vu Vãn nhiều như nào mới đến mức coi cô là tâm bệnh? Dù tra tấn trái tim anh mười mấy năm nhưng anh không thể nào ngừng nhớ thương. Vu Vãn là một người phụ nữ mạnh mẽ và vô cùng kiên cường. Từ nhỏ đến lớn cô chẳng hề sợ sệt, cũng không bao giờ để người khác nhìn thấu nội tâm của mình. Cô luôn bận rộn với công việc đến mức không thể quan tâm đến một điều gì khác. Vu Vãn đã trải qua một tuổi thơ nhiều thăng trầm, chứng kiến sự đổ vỡ trong mối quan hệ của cha mẹ. Cô không tin vào tình yêu vì cô mặc định rằng bước vào một mối quan hệ chắc chắn sẽ chẳng có một kết quả tốt đẹp. Nhưng đến một ngày, cô phát hiện rằng ở nơi sâu thẳm trái tim mình, thực ra cũng khát vọng được chăm sóc, được yêu thương, được che chở. Cô cũng sẽ vì một người mà phá bỏ nguyên tắc của mình, cũng sẽ vì chàng trai ấy mà đau lòng, mà bận tâm. Người đó không phải ai khác, mà chính là Lục Thời Dập. Lục Thời Dập là chàng trai vô cùng tài giỏi. Anh có một đôi mắt đào hoa, một nụ cười ấm áp vừa thu hút vừa mê hoặc lòng người. Ai cũng nghĩ rằng anh là một chàng trai đa tình, nhưng trái tim anh lại chỉ chứa được duy nhất một người con gái. Anh không biết mình thích Vu Vãn từ lúc nào. Có lẽ là lần đầu gặp mặt, anh đã rung động trước cô gái đầy bản lĩnh ấy. Kể từ đó, anh luôn quan tâm, để ý cô từ những điều nhỏ nhất, sẽ bởi vì một câu nói hay một vẻ mặt của cô mà càng ngày lo lắng bồn chồn, cũng sẽ bởi vì một câu cổ vũ động viên hay một nụ cười khích lệ của cô mà kích động cả một đêm. Anh luôn muốn cô chú ý đến mình vì anh muốn là duy nhất trong tim cô. Có người nói rằng tuổi tác không thể nào định đoán được sự hòa hợp giữa đôi bên, cũng không phải chuẩn mực thước đo cho cách chúng ta yêu thương và che chở lẫn nhau. Dù giữa họ có khoảng cách về tuổi tác, nhưng đó chẳng là lý do để ngăn cách tình yêu. Lục Thời Dập vì Vu Vãn mà trưởng thành hơn, anh trở thành một người đàn ông mạnh mẽ để che chở cho Vu Vãn khỏi mọi sóng gió cuộc đời. Anh luôn mong mình có thêm thật nhiều năng lực để bảo vệ cô. Vu Vãn vì Thời Dập mà có thể bộc lộ những nét mềm yếu trong nội tâm mình. Trái tim cô loạn nhịp khi anh trêu chọc, dỗ dành. Cô cười nhiều hơn khi bên anh vì anh là người thắp sáng trái tim tối tăm của cô. Tình yêu của họ có trắc trở bởi vì trái tim của Vu Vãn đã đóng chặt và rất khó mở lòng trước bất kỳ ai. Nhưng bằng sự dịu dàng kiên nhẫn của mình, Lục Thời Dập đã chứng minh cho Vu Vãn thấy tình yêu của anh là chân thành và sâu đậm. Độ Ấm Môi Em thực sự là một câu chuyện vô cùng hấp dẫn và thú vị. Tình yêu khiến một người phụ nữ lạnh lùng như Vu Vãn trở nên vui vẻ, hạnh phúc. Tình yêu cũng khiến một chàng trai tỏa nắng như Lục Thời Dập trở nên lo được lo mất. Anh cũng biết sợ rằng người con gái ấy không dành tình cảm cho mình. Nhưng vượt qua tất cả khó khăn,
cả hai đã xây dựng nên một tình yêu ngọt ngào và mãnh liệt. Quả thực, sau khi yêu một người, dù biết rõ có lẽ sẽ vô cùng gian nan và thách thức, ta vẫn sẽ không chùn bước mà hãm sâu vào trong đó. Các bạn đang nghe tại kênh Chuyện Ngôn Tình PP, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé! Trích đoạn trong truyện, chương 2. Vừa ra quán bar, gió lạnh ào ào thổi tới, cảm giác lạnh làm người run lẩy bẩy. Lục Thời Dập mặc áo măng tô dáng dài thời thượng đầy xoáy khí, khắc họa lên dáng người cao lớn khẳng khiu, nào có phải sợ thời tiết giăng mùi sương tại đây, vẫn như vậy làm lóa mắt mọi người. Đương nhiên, với cái bút giá của Bắc Kinh đông đêm này, thì cái tạo hình này cũng là tương đối chống chọi lại được với cái lạnh. Xe bên phía tay phải, chiếc xe màu trắng. Vừa vãn nhắc nhở, nàng móc ra chìa khóa, mở khóa. Một chiếc màu trắng bên lề, ở trong bóng đêm đèn xe sáng lấp lè. Lục Thời Dập đem Vu Mục ở phía sau ghế dàn xếp xong xuôi. Khi Vu Vãn bắt đầu chuẩn bị lái xe, anh mới cửa xe bên phía ghế phụ ra với một ý kiến thăm dò. Cho em đi nhờ một đoạn đi. Người nhà không ai đến đón sao? Vu Vãn nghiêng đầu hỏi. Lần này trở về em còn chưa nói với ai trong nhà cả. Lục Thời Dập thở ra một làn khói trắng, ra vẻ lạnh đến run lẩy bẩy. Hôm nay thật là lạnh. Lục gia với Vu gia không tính là tiện đường. Vu Vãn nhìn Vu Mục ngồi phía ghế sau, khoa chân múa tay say xỉn, hồ ngôn loạn ngữ không nghe hiểu tiếng chim. Cô quay đầu lại, nhìn người trước mặt ăn mặc phong phanh, nói: trước chở gia hỏa này về nhà, rồi chở em về sau. Được. Trong lòng Lục Thời Dập lan tràn một cảm giác vô cùng hạnh phúc. Vu Vãn tập trung lái xe, cơ hồ không nói lời nào, ánh mắt vẫn luôn nhìn ở phía trước đường xe chạy. Suốt dọc đường, Lục Thời Dập luôn trộm ngắm người ngồi bên cạnh mình không ít lần, trái tim nhảy lên như bay, không hạ cánh xuống được. Tuy đã quá 12 giờ, nhưng sương mù vẫn không có hoàn toàn tan đi. Trong lòng Lục Thời Dập cảm thấy rất vui mừng, may nhờ có trời sang sương mù mà xe di chuyển không có nhanh. Cũng đã hơn 5 năm, anh đã không có cơ hội ở riêng tư cùng Vu Vãn trong một thời gian dài như thế này. Đương nhiên, riêng tư là tự động xem nhẹ sự có mặt của con ma men ngồi phía sau. Thôi thì 9 bỏ làm 10, vẫn tính là trọn vẹn sự riêng tư. Lục Thời Dập càng nghĩ càng thấy tuyệt vời. Cười ngây ngô cái gì vậy? Khi xe dừng lại chỗ đèn đỏ, Vu Vãn bỗng nhiên nghiêng đầu qua hỏi. Không có gì. Lục Thời Dập bất động thanh sắc, thu lại cảm xúc trên khuôn mặt, khóe miệng nở nụ cười. Vu Vãn không truy hỏi, vẫn giống như đang tán gẫu chuyện thường ngày, tùy ý hỏi một câu. Sao lại về nước? Lục Thời Dập nhìn Vu Vãn, ngoài cửa sổ xe đèn đêm chiếu hắt sáng lên sườn mặt của cô, đẹp đẽ đến lóa mắt. Một mụn ruồi mờ nhạt trên chớp mũi làm cho ngũ quan luôn đạm mạc lạnh lùng của cô đẹp dịu dàng mềm mại. Lục Thời Dập không rời nổi ánh mắt, trái tim vốn đang chạy nhảy siêu tốc lại nhảy càng nhanh. Vì sao lại về nước? Đương nhiên là bởi vì cô. Lục Thời Dập từng bị Vu Vãn đá những hai lần, một lần là năm anh 10 tuổi, một lần là năm anh 18 tuổi. Đều không phải là Vu Vãn cố ý, hai lần đều là ngoài ý muốn. Nhưng bởi vì hai lần ngoài ý muốn này mà để lại ảnh hưởng cực lớn tới tâm lý cùng sinh lý của Lục Thời Dập. Thế cho nên mấy năm nay anh ở nước ngoài, đối với bất kỳ cô gái nào đều không có nổi hứng thú. Dường như đây là tình thú rồi, công năng chướng ngại, duy độc những lần nhớ tới Vu Vãn chỉ mới có thể làm anh có những kích động của nam nhân. Từ nhỏ đến lớn, Vu Vãn đối xử với anh không khác gì so với Vũ Mục, chỉ coi là một người em trai. Mà anh cũng vẫn luôn đối đãi với Vu Vãn giống như với một người chị. Nhưng anh lại đối với người chị này có những suy nghĩ đáng chết, có bao nhiêu buồn cười, có bao nhiêu hoang đường. Mấy năm nay, nội tâm của Lục Thời Dập luôn bị chịu dày vò. Vì thế anh còn cố ý tìm bác sĩ tâm lý trị liệu cho bản thân. Bác sĩ tâm lý nói với anh, tâm bệnh cần dùng tâm thuốc, tốt nhất là anh nên về nước để xác nhận lại tình cảm của chính mình. Hiện tại, có phải anh vẫn xem Vu Vãn giống như một người chị gái để đối đãi nữa hay không? Lục Thời Dập đã giấu cái tâm sự khó hiểu này dưới đáy lòng nhiều năm nay. Giờ phút này con tim lại thổn thức, bách chuyển thiên hồi. Một phen đắn đo với tâm trạng khẩn trương nói. Em, tâm lý có vấn đề, nên cần gấp về nước trị liệu. Anh đặc biệt cố ý thêm hai chữ cần gấp. Vu Vãn gật gật đầu, không quá để ý đến cảm xúc bỗng nhiên khác thường của anh, chỉ nói. Chúc may mắn. Lục Thời Dập, ba chấm. Này tính là quan tâm sao? Hỏi thế nào mà nghe ra chỉ như hỏi cho có lệ, rất miễn cưỡng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều review và tóm tắt chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.